Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch các bạn. Đầu xuân năm mới thì Hải Phòng chúng tôi xin chúc các bác và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bác đã đồng hành cùng Hải Phòng chúng tôi trong suốt một năm qua. Đầu xuân năm mới thì xin gửi tới các bác video cập nhật tiến độ cầu Bến Rừng, một đại dự án đang được rất nhiều người quan tâm và dõi theo. Cầu Bến Rừng đã chính thức hợp long vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, tức là chỉ cách đây vài ngày thôi, sau khoảng hơn 20 tháng triển khai. Như vậy là sớm hơn so dự kiến khoảng 4 tháng. Cầu Bến Rừng kết nối giữa huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đây là cây cầu thứ 3 kết nối giữa Hải Phòng và Quảng Ninh sau cầu Đá Bạc và cầu Bạch Đằng. Cầu Bến Rừng được kỳ vọng sẽ tạo thêm một cái hành lang giao thông nhằm nâng cao năng lực phục vụ về giao thông, tạo hạ tầng kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng được nhu cầu giao thông vận tải giữa các khu cụm công nghiệp giữa hai tỉnh thành Hải Phòng và Quảng Ninh. Đặc biệt là cái khu nghiệp vi ship của Hải Phòng đang hút rất nhiều nhân lực từ Quảng Ninh sang. Từ xa thì các bác có thể nhìn thấy hình hài của cầu Bến Rừng với ba trụ tháp hình chữ V rất lớn kia. Ba chữ V này tượng trưng cho ba chiến thắng xưa của cha ông ta trên dòng sông Bạch Đằng này. Một cái hình dáng rất đẹp theo quan điểm cá nhân của Hải Phòng chúng tôi. Dự án cầu Bến Rừng là loại công trình cầu được bộ cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư là khoảng gần 2.000 tỷ đồng do ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Trong gần 2.000 tỷ đồng này thì ngân sách trung ương bố trí khoảng 1.100 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng khoảng 835 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ninh khoảng 5,5 tỷ đồng. Cầu Bến Rừng được triển khai thi công trong cái điều kiện hết sức khó khăn, như kết cấu địa chất lòng sông Bạch Đằng khá phức tạp, lưu lượng tàu thuyền lớn, dòng chảy mạnh, nhưng vì đâu mà cầu vẫn về đích thần tốc. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, nhưng mà quan trọng nhất có lẽ là các nhà thầu nội đã làm chủ được công nghệ làm những cái cầu lớn như này. Từ đó thì có thể chủ động trong công tác nhân lực và vật lực để có thể đẩy nhanh tiến độ. Cầu có chiều dài khoảng 1.865m, phần đường dẫn hai cầu dài khoảng 410m. Bề rộng bản mặt cầu là khoảng 21,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cùng với đó là hạ tầng phụ trợ đồng bộ như giải an toàn, giải phân cách, hệ thống điện chiếu sáng và các cái thiết bị an toàn giao thông khác. Trong đó thì cầu chính gồm 4 nhịp Xtrados được thi công theo phương pháp đúc hướng cân bằng. Hai cầu dẫn phía bên đầu cầu Hải Phòng và Quảng Ninh thì được thi công bằng cái công nghệ lao lát dầm SuperT với 34 nhịp dầm. Hải Phòng thì có khoảng 16 nhịp, còn Quảng Ninh là khoảng 18 nhịp. Và cũng theo như thiết kế thì cái chiều cao tĩnh không thông thuyền là khoảng 11m và vận tốc thiết kế cầu chính là khoảng 80 km/h. Ở thời điểm hiện tại thì như nói với các bác, cầu Bến Rừng đã chính thức hợp long và hoàn thiện đến 94% tổng giá trị gói thầu rồi. Trước mắt các bác đây chính là hình ảnh ba trụ chính T17, T18 và T19 nằm trong gói thầu số 15 của cầu Bến Rừng. Do liên doanh 5 nhà thầu triển khai, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long, công ty trách nhiệm hữu hạn Facenet Việt Nam và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng Khang Nguyên. Trong đó thì Trung Chính đảm nhiệm hai trụ T17 và T18, còn Phương Thành đảm nhiệm trụ T19 và phần cầu dẫn phía bên bờ Quảng Ninh. Đây là hình ảnh trụ T17. Không hiểu sao tại Hải Phòng chúng tôi thấy cái kiểu trụ cầu như này rất khỏe và cũng đẹp các bạn. Còn đây là hình ảnh trụ T18, như nói các bác thì cũng do Trung Chính triển khai. Cái vị trí này chính là vị trí đã hợp long vào ngày 31 tháng 1 vừa rồi.
Còn đây là hình ảnh trụ T19 nằm sát phía bờ Quảng Ninh hơn, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành triển khai. Chào mừng các bạn, đây chính là hình ảnh phần cầu dẫn phía bên tỉnh Quảng Ninh với 18 trụ mố cầu và đã triển khai xong. So với lại cách đây 1 tháng thì cái tiến độ phải nói là cực kỳ nhanh. Về phần đường dẫn thì tỉnh Quảng Ninh cũng đã đầu tư khoảng 2,3 km với tổng mức đầu tư là 258 tỷ đồng để đồng bộ hạ tầng giao thông với lại cầu Bến Rừng. Và phía xa kia thì vẫn còn nền đất, không biết là có kịp để hoàn thiện với lại thông cầu vào cuối tháng 4 này không. Còn phía bên Hải Phòng thì cũng đã cơ bản hoàn thiện xong cái phần cầu dẫn và đường dẫn rồi. Nhìn chung thì cũng đã hoàn thiện đến phần hộ lan, chuẩn bị lắp đặt đèn chiếu sáng, rồi thảm cái lớp nhựa tầng mặt. Như vậy là Hải Phòng chúng tôi đã cùng các bác cập nhật nhanh tiến độ dự án cầu Bến Rừng. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác thấy sao về dự án cầu Bến Rừng này? Để lại ý kiến phần bình luận để ủng hộ Hải Phòng cho tôi nha. Xin chào và hẹn lại các bác. Chúc các bác một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều cái thành công mong muốn như các bác dự kiến. Xin chào.